Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình. Phục vụ từ năm 1960 đến năm 1995. Đức cha Francisco Xavier Trần Thanh Khâm. Phục vụ từ năm 1965 đến năm 1976. Ba, Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi. Phục vụ từ năm 1974 đến năm 1979. 4. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Phục vụ từ năm 1975 đến năm 1994. 5. Đức cha Louis Phạm Văn Đẫm. Phục vụ từ năm 1977 đến năm 1999. 6. Đức Hồng Y Soan Báo Ti Si Ta Phạm Minh Mẫn. Phục vụ từ năm 1998 đến nay. 7. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống. Phục vụ từ năm 2001 đến năm 2009. 8. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Phục vụ từ năm 2008 đến năm 2014. 9. Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc. Phục vụ từ năm 2013 đến năm 2018. 10. Đức cha Giêsu Đỗ Mạnh Hùng. Phục vụ từ năm 2016 đến năm 2019. 11. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Phục vụ từ năm 2017 đến năm 2023. 12. Đức cha Giuse Nguyễn Năng. Phục vụ từ năm 2018 đến nay. 13. Đức cha Giuse Bùi Công Trác. Phục vụ từ năm 2022 đến nay.